Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để ta lắp cán dao phát đi rừng. Về cái kỹ thuật lắp cán thì các bạn hãy theo dõi sau đây. Như con dao này cơ sở tôi mới vừa dàn xong và bận ra bao nhiêu là cung đoạn. Về cung đoạn làm nhắn cái dao búa này thì tôi đã hướng dẫn trong cái video khác và cách tôi và cách lấy dáng con dao. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn để ta lắp cái cán dao phát này. Về cái chui này tôi mới vào khoan cái lỗ này đấy, như dao phát thì ta mới khoan một cái lỗ này để ta chốt đinh nó mới chắc. Còn như cái cán này đây tôi cũng mới vào khoan một cái lỗ này đây đấy, rất chi là chắc đấy. Và đây một lỗ nữa đấy, cái lỗ này để ta đóng cái con dao này vào, đóng cái chui dao này vào trong cái đến cái lỗ này để ta chốt đinh nó mới chắc được. Đấy, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Như dao phát này thì ta phải đóng, như ta đóng thế nào để cho nó vừa vặn cái lỗ để ta chốt đinh là một cái kỹ thuật rất chi là cao. Đấy, hai lỗ. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để ta lắp cán này nha. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ và làm theo tôi nha. Đây, ta phải nung cái chui dao này vào trong lò. Như cái cán này, tôi sở tôi làm bằng gỗ mun rất là chắc. Đấy, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem, rất chắc. Như về cái khâu này, tôi sở tôi làm bằng khâu đồng. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi nhé. Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm một quả chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh tôi, từ cơ sở tôi. Đấy, cán rất đẹp. Các bạn phải nung cái chui này vào trong lò cho đỏ, người ta sẽ đóng vào. Như cái gỗ này rất là chắc, ta phải đóng từ từ. Nếu mà đóng mạnh quá thì nó sẽ toát, nó sẽ hư cái cán này. Đấy, cán bằng gỗ mun rất chắc. Để cái vân rất đẹp. Đây các bạn chỉnh làm sao cho cái chui này đây vào đúng cái chiều của nó thì ta mới chốt đinh được. Đây, các bạn cứ đóng từ từ nhé, không cần phải đóng nhanh quá, đóng nhanh quá nó sẽ toát cái cán ra. Xong ta lại tháo ra, tháo người ta nung tiếp vào trong lò. Khi các bạn đóng chừng chừng xuống gần sát cái lỗ thì ta sẽ đo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để ta đo lỗ, đóng đúng cái điểm đó là sẽ vừa. Đây xong các bạn đo một cái lỗ này tôi đấy, đo thế này đúng vừa cái lỗ, xong ta đánh dấu.
Đây, sau khi ta đánh dấu ta lại phải đo lại xem nó là vừa chưa. Đây, đấy, các bạn thấy chưa ạ? Nó vừa với cái lỗ này là không chạy cái chỗ dấu lại một ly. Sau ta đóng lại trừ ra một ly là sẽ ok nha. Đấy. Anh nước anh rửa. Như dao sáp, ta sắt lương, sắt giải và ta chặt cây thì ta cần mấy chút đinh thì nó đi chắc được, nó vững như cá, không có nó sẽ trượt ra ngoài. Đây, nếu như nó chưa đến cái đoạn ta đánh dấu này, đây tôi cận cảnh lại gần các bạn xem, đấy. Chưa đến cái đoạn ta đánh dấu, ta phải tháo và ta nung, ta đóng xuống tiếp. Đây là một cái thanh thứ 6. Đấy, bây giờ tôi sẽ rèn một cái đinh. Ta sẽ cái này nó hơi to, ta sẽ vuốt cho nó nhỏ đi. Để ta đóng vào trong cái cán đấy, chốt lại. Thế là anh về sáng qua anh chưa? Hay là sáng nay, sáng nay à? Đây ta nung cho đổ ta dẻn nó lên. Thế là lúc mua là vô anh chờ mua. Vâng, nhớ để em lấy xong em vô nhé. Đây, ta lôi cái đinh này như thế này. Đây, nó chưa vừa, ta rồi ta lôi cho nó nhỏ lại tí nữa. Ta rèn cho nó nhỏ lại tí nữa. Vâng vâng. Anh giúp làm đi nhé. Đây, như thế này là nó đã vừa đây. Đấy. Như ta đóng vào nó hết cái dấu này thì nó sẽ vừa. Như con dao này thì nó hơi gọc xuống một tí, ta phải đánh cho nó ngửa ra tí nữa. Thì nhìn con dao nó hơi ngửa ra một tí thì ta pháp nó mới dễ. Đây, như thế này, đấy, rất là đẹp. Đây, về cán rất chắc và về con dao này thì rất là chắc chắn cái con dao.
nhiều cái trọng lượng của con dao này cơ sở tôi làm là 1 kg, còn gọi là 1 cân. Còn về cái chất liệu của con dao này cơ sở tôi làm 1 lít cho tôi, đúng em đấy thì nhỉ. Ở dưới đó đây, như thế là tôi đã đóng thấu cho người này rất là chắc. Đây, chờ cái cán này đã chốt đinh rồi. Đấy, rất là chắc, không bao giờ vết bong nữa. Bây giờ tôi sẽ tháo ra. Bây giờ cái đầu đinh thừa này tôi sẽ mài mất cái đầu đinh thừa này đi. Để ngoài đấy cho bố, để ngoài kia. Đây, đấy tôi đã mài nhẵn cái chỗ này đi, rất chi là đẹp. Đấy. Vâng, video tôi hướng dẫn cách lắp dao dừng đây hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn thành công.